những dòng vốn vào và cả những dòng vốn ra, cả những cái yếu tố đầu tư nước ngoài, tất cả mọi yếu tố và nó đều hướng tới cái sự ổn định, chứ không phải là phá giá hay là tăng giá tiền tệ để vì một cái lợi này một cái lợi kia. Nhưng cái hướng tới là cái cân bằng của dòng tiền ra và dòng tiền vào, tức là hạn chế thâm hụt, mà chúng ta hay nói rằng là thâm hụt cán cân thanh toán. Như vậy là một cách tổng quan thì là chúng ta thấy rằng là có ba cái loại chính sách quan trọng là tiền tệ, tài khoá và tỷ giá. Nhưng mà với thị trường chứng khoán thì chính sách tiền tệ lại là quan trọng nhất. Hay nói khác rằng là nó là cái chính sách mà tác động trực tiếp tới thị trường chứng khoán. Còn các cái chính sách tài khoá hay là tỷ giá nó có tác động chứ không phải không, nhưng mà nó ít được nhìn thấy hơn. Đó là lý do tại sao mà các bạn thấy rằng là khi mà Ngân hàng Trung ương Mỹ Fed người ta giảm lãi suất là thị trường chứng khoán tăng ngay lập tức, hay là thị trường chứng khoán Việt Nam cũng vậy. Khi mà các cái thông báo về giảm lãi suất thì thường nó tạo ra một cái phản ứng tích cực đối với thị trường này. Và vì cái lý do như vậy cho nên là tôi sẽ tập trung vào cái chính sách tiền tệ để nói sâu hơn. Thì ở đây tôi đưa ra một cái mô hình, tôi gọi là mô hình nhưng thực ra nó có thể hiểu nó là cái sơ đồ. Thì bên trái của tôi ấy, nó là cái công cụ được gọi là lãi suất điều hành, và cái bên phải của tôi được gọi là công cụ định lượng. Thì trong cái chính sách tiền tệ, các bạn hình dung này, nó có 4 cái loại công cụ. 2 công cụ mà tôi vừa trình bày là phổ biến, còn 2 loại công cụ khác là cái tỷ lệ dự trữ bắt buộc và cái lãi suất trên cái tỷ lệ, cái lãi suất trên cái dự trữ bắt buộc. Vậy thì cái tỷ lệ dự trữ bắt buộc hiểu nôm na là thế này, tức là khi mà ngân hàng thương mại nhận tiền gửi của các bạn này, thì người ta buộc phải bỏ một cái tỷ lệ nhất định nào đó tại ngân hàng nhà nước để đảm bảo rằng là nếu như có cái rủi ro gì liên quan tới tiền gửi thì là chẳng hạn như rút tiền nhiều quá hay là như thế nào đó thì là nó là cái phần để đảm bảo. Tuy nhiên là chúng ta hiểu nôm na như vậy thôi, còn về mặt chi tiết nó hoạt động thế nào thì tôi nghĩ rằng là chúng ta không nên. Nhưng hai cái nhóm công cụ, hai cái công cụ là lãi suất trên dự trữ bắt buộc và cái tỷ lệ dự trữ bắt buộc thì thực ra là rất ít khi dùng, bởi vì cái tỷ lệ dự trữ bắt buộc gần như là nó không đổi được nhiều lắm. Còn cái lãi suất trên dự trữ bắt buộc thì cũng rất ít khi thay đổi. Cái hồi tháng 4 ấy, thì Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có thay đổi cái này, có thông báo việc này, nhưng mà thực ra nó không đáng kể và nó không tác động. Cho nên là thực tế chỉ có hai thứ là lãi suất điều